Bùi Trần Gian vẫn hàng ngày buôn bán, bán nụ cười và bán cả khổ đau. Cuối cuộc đời cha vẫn mãi dãi dầu, đồng bạc lẻ chẳng mưu cầu danh lợi, nơi quê nhà cha mãi đợi chờ con. Chữ hiếu ơi, sao nay vẫn chưa tròn, vô thường đến sẽ không còn đâu nhé. Nhớ lại đi, ai nuôi mình thuở bé, phụng dưỡng đi, cha đã cuối cuộc đời, mau con nhé, cha vẫn chờ vẫn đợi. Tử Vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, tháng 6, tháng 7, tháng 8 âm lịch, được thần tài cho lộc dễ trúng lớn tiền tỷ, đang nghèo khổ vất vả biết được sẽ đổi đời giàu to, tiền vàng ngập két. Hoan hỉ chào đón quý anh chị tuổi Giáp Dần đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn may mắn, bình an và hạnh phúc. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này có những người luôn được sống trong nhung lụa và giàu có. Họ sẽ không bao giờ cảm nhận được sự may mắn hiếm hoi mà người khác mong mỏi từng giây phút của cuộc đời và cũng không thể hiểu được tâm trạng của người khác khi có được một phần may mắn như mình. Thực tế, mỗi người sinh ra đều có vận mệnh riêng, các vị thần may mắn sẽ chiếu cố cho từng con giáp trong mỗi giai đoạn khác nhau. Đôi khi sự may mắn này là duy nhất, giúp họ đổi đời một cách không ngờ. Xem tử vi 12 con giáp trong các tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch sắp tới, người tuổi Giáp Dần sẽ may mắn nhận lộc từ bề trên. Tiền bạc ùn ùn kéo về, trả sạch nợ nần, đổi vận phát tài và trở nên giàu có. Nếu quý anh chị biết và nắm chắc những điều này, vận may sẽ đến với mình. Vậy đó là những điều gì? Chúng tôi sẽ chia sẻ trong phần cuối của video. Quý anh chị hãy cùng theo dõi để nắm chắc cơ hội đổi vận của mình nhé! Quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, Khổng Tử từng nói, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập chi thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận. Câu này có nghĩa là 40 tuổi không còn nghi hoặc vì trí tuệ đã được mở. Mang 50 tuổi biết mệnh trời, 60 tuổi biết phán đoán mọi sự vật, sự việc. Thế nhưng, một khi đã bước sang tuổi trung niên, cũng có nghĩa là chúng ta không còn cách tuổi già bao nhiêu nữa. Bước sang tuổi này, nghĩa là con người đang tiến dần đến giai đoạn dưỡng lão của đời người. Một người muốn có cuộc sống về già như thế nào, quyền quyết định nằm trong tay chính bản thân người đó. Vì vậy, khi đã bước sang tuổi trung niên, con người dù là nghèo hèn hay giàu có đều nên nhớ chuẩn bị cho mình ba đường lui sau, để có thể tiến thoái tự nhiên, tự điều khiển cuộc sống của chính mình. 1. Duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Tục ngữ có câu, trước giường của người mắc bệnh lâu ngày không có con cái hiếu thuận, trong nhà của người nghèo kinh niên không có vợ hiền. Đối với những người đã có tuổi, chỉ cần mắc bệnh lâu ngày là có thể cảm nhận ngay được sự ấm lạnh của con người. Vì thế, nên khi đã bước vào tuổi trung niên, khi sức khỏe đã có phần giảm sút so với thời trẻ trung, mỗi người nhất định phải nhớ duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Con người khi đến tuổi trung niên, công việc thường đã ổn định, dù ở cương vị nào cũng nên học cách gìn giữ, trân trọng những gì đã có, biết đủ, tránh giao du không cần thiết. Một người dù giàu sang phú quý đến đâu, nhưng nếu sức khỏe sa sút, bệnh tật liên miên, thì tất cả cũng chỉ là hư không mà thôi. Người có tầm nhìn xa đều biết phòng trước tính sau, chuẩn bị trước cho cuộc sống trong tương lai. Có như vậy, khi cuộc sống trong tương lai có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều có thể dễ dàng giải quyết. 2. Tu thân dưỡng tính, tĩnh tâm mà sống. Có người nói, làm người mà không bình tĩnh sẽ mất đi tất cả, làm người nếu như có thể giữ được bình tĩnh, vạn sự đều sẽ thành công. Mỗi người khi còn trẻ đều tràn đầy nhiệt huyết, đều muốn đạt được những thành tựu to lớn, cũng chính vì cuộc sống thường ngày vô cùng bận rộn. Gió đến, mưa đi, khiến cho cuộc sống trở nên vội vàng, không còn lúc nào tĩnh tâm để cảm nhận cái đẹp của cuộc sống. Khi bước sang tuổi trung niên, con người nên học cách sống tĩnh tâm, vì tĩnh tâm không những có thể tu thân dưỡng tính, mà nó còn có thể sản sinh ra trí tuệ. Ngâm một bình trà ngon, đọc một quyển sách hay, nghe một bài nhạc vui, cảm nhận sự tốt đẹp và cái tĩnh của cuộc sống, điều chỉnh trạng thái tâm lý của bản thân mình. Bằng cách này chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, trạng thái tâm lý của bản thân sẽ được thả lỏng hơn, cuộc sống cũng sẽ theo đó mà mênh mông rộng lớn hơn. 3. Học cách tiết kiệm tiền. So sánh với việc kiếm tiền, thì việc biết tiết kiệm tiền có thể giúp một người càng có chỗ dựa, có chỗ trông cậy hơn, càng là người biết nhìn xa trông rộng, lại càng có tầm nhìn bao quát, sâu rộng hơn. Thứ họ muốn không chỉ là cuộc sống yên ổn đủ đầy ở hiện tại, mà cả sau này cũng vậy. Trong xã hội hiện nay, dưỡng lão là một vấn đề lớn. Người già không thể sống dựa dẫm vào con cái như trước đây. Vì thế nên dù thế nào, mỗi người cũng nên thực hành tiết kiệm, chuẩn bị sẵn đường lui để không đẩy mình vào tình huống bế tắc, giữ lại vài đường lui cho quãng đời còn lại của bản thân, cuộc sống của chúng ta sẽ an nhiên suôn sẻ. Trước khi đi tìm hiểu vận trình chi tiết, quý vị hãy cùng điểm qua phần tính cách vận mệnh người tuổi Giáp Dần 1974. Trong cuộc đời của một Giáp Dần, muộn phiền nhất là chuyện với nhân tâm, buồn bực nhất là việc của nhân gian, nhân tính. Họ là một con hổ ngoài lạnh mà trong nóng,
gửi những tin tưởng vào vũ trụ bao la, rồi nhân lại những phiền hà không như ý. Họ giống với cái tên, lo lửa luyện nhân gian, rèn đủ thứ, nung đủ điều, nên cái chuyện họ bị lừa dối rồi lại tin tưởng rồi lại thẫn thờ, nó cứ lặp đi lặp lại chẳng được một ngày an yên. Là một giáp dần, ắt bạn sẽ rất chăm chỉ, ắt bạn sẽ luôn hiểu về công việc bạn làm, chuyên môn sẽ rất sâu, quan hệ sẽ rất tốt, kiến thức sẽ rất nhiều, tham vọng sẽ rất lắm, nhưng mãi lận đận chẳng thăng hoa. Hoặc giả trong giai đoạn 25 đến 35 tuổi, từng có một đoạn bạn thăng hoa bay bổng, nhưng rồi mất mát nhiều phần chẳng đọng lại trong tay. Lắm lúc nghĩ mà ức, lắm lúc ngẫm mà tức, cho một đoạn lao động hăng say vất vả mà cuối cùng toàn đi may áo cưới cho người. Cơ mà cái mà giáp dần mất nó hóa giải đi phần nào nghiệp quả, cái mà giáp dần thiệt nó bớt đi họa hại tai ương, mà cái mà giáp dần cho đi nó cộng thêm một phần phúc báo. Để bớt dần cái sự cao số của tuổi ẩm ương, dần hình thành sự ổn định yên an ở những giai đoạn trung vận của cuộc đời, tuy muộn, nhưng còn hơn là không có, mà chắc gì đã muộn, lắm lúc đi sau lại đến trước người đời, một phút gặp thời vạn sự bay bổng phù hoa. Còn trong tình cảm, chân thành là yếu tố cốt lõi của lư trung hỏa, ngọn lửa lò rèn tinh luyện vạn vật nhân gian, xóa đi tạp chất mà lưu giữ lại tinh hoa. Với giáp dần tôn chỉ của họ là hết mình và nhiệt tình, ngoài lạnh mà trong nóng, lắm lúc hơi vội vàng, hơi sồn sồn, thiếu khéo léo, thiếu tinh tế, nên kéo theo thị phi hiểu nhầm hàm oan. Nhưng thực chất họ là những người chân thành, chân tâm, chẳng qua thế giới nội tâm và cách họ thể hiện không đồng nhất, vậy nên trong cõi nhân gian, ít người hiểu cho sự nhiệt tâm mà giáp dần gửi gắm. Cuộc đời của giáp dần là một cuộc đời tiền vận hoành tráng, nhưng cuối tiền vận hơi sa sút, đó là chuỗi tháng năm từ 2019 đến 2022, đấu rồi lại chiến, được rồi lại mất, có rồi lại tiêu tan. Nhưng cũng là chuỗi tháng năm xây dựng nền tảng, nào là tài năng, nào là quan hệ, nào là để khi trung vận mở ra tiền vận khép lại, cuộc đời giáp dần có đủ cơ sở để tự thành vinh hoa. Năm 2024 này là năm chuyển giao đại vận của giáp dần như thế, khi bạn muốn cái mới đến với mình, ắt cái cũ phải dọn đi thì mới có chỗ, thì mới có đường. Vậy nên trong 2024 sẽ là lúc giáp dần cần lựa chọn, hoặc vận số sẽ tự đẩy đưa để đường giáp dần đi hướng về những điều mới mẻ, khép lại những điều cũ kỹ và có một con đường đúng với sứ mệnh và số mệnh của bản thân. Để cái cũ đóng lại, ắt sẽ có những vất vả và nhọc nhằn. Để cái mới đâm chồi, ắt cần tưới tắm một trời công lao, đầu năm vất vả, giữa năm dễ thở, mà cuối năm xuân về cho giáp dần xanh sao. Trong công việc, giáp dần nổi danh với việc lấy chữ tín làm đầu, lấy một là một, lấy hai là hai, sẵn sàng chịu thiệt không toan tính từng đồng. Tiếc là vì tính cách đấy là họ thường mất nhiều hơn được, công sức dốc vào nhiều mà thu hoạch chẳng là bao. Năm 2024 này, đường công việc của giáp dần sẽ vẫn nhiều khó khăn và chông gai trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm của năm nay là tháng nhiều cam go và thử thách, nhưng sau cơn mưa ắt trời lại tỏ. Sau cơn nắng hạn ắt có trận mưa rào vui may, nên giáp dần có thể lựa chọn nửa đầu năm thì ngủ yên, mà nửa cuối năm thì gầm rú. Về tài chính, năm 2024 là năm của sự hư hao, nên giáp dần tốt nhất không cần cố giữ, cứ tiêu đi, cứ cho đi, nhưng đừng cho vay thì sẽ bớt đi phiền phức vào người. Về tình cảm, giáp dần độc thân dễ có chuyện yêu thương, giáp dần hiếm muộn dễ có thêm con thêm cháu, mà giáp dần đang yêu lại cần đề phòng chia tay cãi cọ, con giáp dần đã có gia đình, cần lưu ý sự khắc khẩu dù rất trân trọng yêu thương. Về vận hạn, hạn sức khỏe, cẩn thận bệnh về tiêu hóa và yếu về tóc tai, hạn tiền tài kém nửa đầu năm, hạn xe cộ, cẩn thận tháng 5, tháng 7, tháng 11, hạn thị phi, hoặc bị đồng nghiệp củ hành, không tránh được không cần cẩn thận làm gì, tháng tốt để khởi sự và suy ngẫm về cuộc đời, tháng 6, tháng 7 và tháng 10 âm. Lời bình, nửa đầu năm giáp dần cần phòng thủ nhiều khi, càng cuối năm càng hanh thông thuận lợi, một chu kỳ đại vận mới được mở ra từ 2024 này. Có nắng, có gió, có cầu vồng, có vinh hoa và có tựu thành, xứng với những gì giáp dần bỏ công lao, ứng với nỗ lực và giọt mồ hôi giáp dần trao đi và chan chứa, cho những gì giáp dần đã trải, cho những nghiệp quả giáp dần đã giải, tất cả để đúc lại một cái móng, để xây lại một cái thành. Và sẽ đến lúc giáp dần hiểu tất cả những khó khăn thiệt thòi mà giáp dần đã trải, nó xảy ra vì nó cần xảy ra, nó xảy ra để tiêu tan đi bóng tối, chiêu lại ánh sáng. Cho trung vận của giáp dần ngập màu cầu vồng và vinh hoa, người tuổi giáp dần luôn hết mực hiếu thuận với mẹ cha, luôn một lòng chăm sóc cho gia đình, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn. Sức khỏe của con giáp này không được tốt cho lắm, nên chú ý ăn uống giữ gìn sức khỏe. Người sinh năm dần khoan dung độ lượng, mạnh mẽ kiên cường, có tấm lòng lương thiện, từ bi đối xử với người, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân để giúp đỡ người khác,
Họ là những người tài năng và nổi bật giữa đám đông, có tinh thần trượng nghĩa, không màng danh lợi. Theo luận giải tử vi chọn đời của tuổi Giáp Dần, họ rất được lòng người, phụ nữ thường thông minh nhân hậu, tiền vận phúc khí tốt, trung vận gặp nhiều khó khăn, trải qua nhiều trôi nổi cuộc đời, tới hậu vận có nhiều cơ hội tốt, đức cao vọng trọng, được nhiều người kính nể. Tính cách mạnh mẽ khiến cho người tuổi này có phần trắc trở trong chuyện tình duyên. Tuổi Giáp Dần là người giàu cảm xúc, nhưng khi đã kết hôn thường thể hiện sự bảo thủ cố chấp với bạn đời, nên cuộc sống gia đình có phần kém vui tươi, quen biết rộng rãi, nhưng lại không có nhiều mối tâm giao. Họ thích đầu tư ngắn hạn mà thu lợi. Nếu làm việc gì trong thời gian quá dài thường mất đi hứng thú. Họ sinh ra đã có ý chí kiên cường, những lời đã nói ra tuyệt đối không hối hận, nên đôi khi khó tránh khỏi trắc trở. Người sinh năm Dần trời sinh sự uy nghiêm, lòng tự tin mãnh liệt, dễ dàng nói ra điều mong muốn trong trái tim mình. Người tuổi Giáp Dần vốn là người nóng nảy vội vàng, nên hay hành động hồ đồ. Điều này khiến sự phán đoán của và họ có lúc không được chính xác. Bản mệnh lanh lợi sáng suốt nên dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, vượt trội hơn người khác. Việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường. Cố gắng nỗ lực không ngừng là chìa khóa đưa tuổi Giáp Dần đến gần hơn với thành công. Trong những năm tháng sắp tới, tiền bạc cứ thế tới tấp không ngừng, giúp cho những người này xoay chuyển vận mệnh một cách bất ngờ, không khỏi khiến cho những người xung quanh phải đỏ mắt ghen tị. Đàn ông tuổi Giáp Dần giống như một con hổ, mạnh mẽ biết chiều chuộng bạn gái và không ngại hy sinh, chính vì vậy họ rất được phái nữ yêu quý. Trong đời sống gia đình, đây là người có tính gia trưởng, thích điều khiển mọi việc xảy ra theo ý muốn của mình. Phụ nữ tuổi Giáp Dần là người lãng mạn trong chuyện tình cảm, họ nhiệt tình và có tính độc chiếm cao. Tuy nhiên điều này sẽ làm nửa kia của họ cảm thấy ngột ngạt và thậm chí nảy sinh chán ghét, họ yêu ghét rõ ràng hành sự dựa nhiều vào cảm tính cá nhân. Tuổi Giáp Dần có cuộc đời chịu nhiều trắc trở, gặp phải nhiều chuyện không như ý, thậm chí có thể vướng phải tai họa bất ngờ, như bệnh tật, tai nạn hoặc lao tù, mưu sự khó thành, nhiều nỗi u sầu, vạn sự cẩn trọng là hơn. Nhiều người tuổi Giáp Dần cũng có cuộc đời phải trải qua nhiều tai ách, lại không được quý nhân để mắt nâng đỡ ít nhiều, nên cả đời bôn ba ngược xuôi. Tuy nhiên, nếu cố gắng hết mình, thì dù không làm nên sự nghiệp gì vẻ vang to lớn, âu cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Trong mệnh có điềm báo hiểm họa lao tù, nên con giáp này cũng cần phải lưu ý cẩn trọng khi hành sự, chớ lơ là cảnh giác, kẻo sẽ vướng vào tai họa từ trên trời rơi xuống. Người này cũng thích một mình, tính tình cổ quái, nên các mối quan hệ xã giao không được tốt, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng phần nào. Khó giành được thành công, mối quan hệ gia đình cực kỳ phức tạp, song nếu sinh vào giờ tốt thì vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh, giảm bớt tai ương. Tuổi Giáp Dần cuộc đời hung nhiều cát ít cơm áo chẳng được đủ đầy, tâm trí nhiều điều lo lắng ra đời bị tiểu nhân vây hãm, cần chú ý đề phòng kẻ xấu ném đá sau lưng, nên an phận thủ thường, cẩn trọng trong mọi chuyện để giữ an toàn cho bản thân, nếu không sẽ đi vào con đường khổ cực trăm bề. Cuộc đời nhiều sóng gió, ưu tư trăm mối, chẳng được hưởng cảnh thái bình, cả đời sống trong bóng tối mờ nhạt chẳng mấy người biết đến, khó có được thành tựu nào đáng kể, nên tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, năng kết giao bạn bè để vượng vận quý, nhiều quý nhân nâng đỡ, có thêm cơ hội thể hiện tài năng may ra sẽ được ước nguyện, có sự nghiệp công danh thăng tiến. Người tuổi Giáp Dần cần phải nỗ lực nhiều hơn, công danh sự nghiệp của bản mệnh đứng trước không ít thách thức, cần thêm sự bền tâm quyết chí. Để không bỏ giờ nửa chừng, trước những khó khăn gặp phải, càng cần phải thể hiện bản lĩnh và phát huy năng lực tự thân đừng chỉ dựa dẫm vào người khác. Tài chính của Giáp Dần cũng không quá lý tưởng, ngoài việc cân đối lại chi tiêu, bạn cũng nên tập trung tích lũy hơn là lao vào những kế hoạch đầu tư mạo hiểm với tâm lý gỡ gạc. Phật bản mệnh của tuổi Giáp Dần là Hư Không Tạng Bồ Tát. Hư Không Tạng Bồ Tát là sự đại diện cho trí tuệ công đức và tài lộc. Đây cũng là vị Phật bản mệnh của người tuổi Sửu. Hai con giáp này nếu đeo những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Hư Không Tạng Bồ Tát che chở, bảo vệ. Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối cho họ vượt qua gian nan thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành. Theo dõi tử vi 12 con giáp nhận thấy, bước sang tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, bản mệnh sẽ phải đối mặt với một số khó khăn nhất định do hung tinh chiếu mệnh, tiểu nhân cản trở gây rối phá hoại. Tuy nhiên, chỉ cần bản mệnh chú ý, tập trung làm tốt công việc của mình và nắm bắt được những bí mật mà Minh Đường tử vi sắp tiết lộ dưới đây, thì chắc chắn bản mệnh sẽ lội ngược dòng thành công. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống, mời quý anh chị cùng theo dõi và nắm bắt. Hy vọng rằng những thông tin mà Minh Đường Tử Vi chia sẻ anh chị có thể áp dụng được vào cuộc sống và gặt hái được nhiều may mắn và thành công. Tử vi tháng 6 tháng 7 âm lịch.
Xem tử vi tháng 6 tháng 7 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, cục diện tương xung thái tuế gây không ít khó khăn cho người tuổi Giáp Dần trong tháng này, khiến vận trình giảm sốt mạnh mẽ, điềm báo tiểu nhân quấy phá, gây nhiều trở ngại cho bản mệnh. Công việc đối diện nhiều trở ngại áp lực nên thăng trầm bất ổn, có những hạng mục tưởng chừng sắp hoàn thiện nhưng lại trục trặc giữa chừng nên buộc phải tạm dừng do sự cố hoặc lý do khách quan nào đó. Có thể nói, trong tháng này dấu hiệu cạnh tranh rất mạnh, nếu bạn không kiên trì tới cùng thì rất dễ bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên, may mắn tháng này có nguyệt lệnh lâm trường sinh, lại thêm thiên ấn cát tinh chiếu mệnh, dù nhiều áp lực, thị phi nhiễu nhương, nhưng cơ hội để con giáp này bứt phá vẫn có, quan trọng là bạn có biết nắm bắt kịp thời để mưu cầu đại sự hay không mà thôi. Trong tháng, tuổi Giáp Dần không có tài tinh chiếu mệnh, đã vậy lại còn bị đại hao rình rập, tài vận giảm sút đáng kể, đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan. Bản mệnh cần lượng sức mà rút lui hoặc tiến hành ở quy mô nhỏ, nếu đang có dự án dang dở, tránh tham mà thâm hụt, nhắc nhở bản mệnh cũng cần phải cẩn thận với điềm báo tiểu nhân gây chuyện mờ ám, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tình hình kinh doanh buôn bán không lý tưởng, sức cạnh tranh ngày càng mạnh, hàng hóa lưu thông trì trệ. Phương diện tình cảm trong tháng cũng gặp không ít vấn đề, tình trạng khắc khẩu giữa hai vợ chồng vẫn chưa có cải thiện, cả hai ngày càng xuất hiện nhiều quan điểm trái ngược khiến tình hình thêm căng thẳng. Về sự nghiệp, xem tử vi tháng 6, tháng 7 năm 2024 của tuổi Giáp Dần theo lịch âm về sự nghiệp nhận thấy, đây sẽ là một tháng khá vất vả với con giáp này, do đương đầu tương xung thái tuế, vận trình hung nhiều hơn cát, giảm sút mạnh mẽ, mưu sự khó khăn, bản mệnh sẽ cần phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác mới có được thành quả tốt đẹp. Tháng này, công việc của những chú hổ đối diện nhiều trở ngại, áp lực nên thăng trầm bất ổn, có điềm báo tiểu nhân quấy phá, gây nhiều trở ngại cho bản mệnh, bạn cũng phải đạt đương nhiều công việc cùng lúc, luôn phải tất bật chạy ngược xuôi lo toan mọi việc, nhưng làm nhiều chưa chắc được hưởng nhiều, bản thân có phần thua thiệt, có những hạng mục tưởng chừng sắp hoàn thiện nhưng lại trục trặc giữa chừng, nên buộc phải tạm dừng do sự cố hoặc lý do khách quan nào đó. Có thể nói, trong tháng này dấu hiệu cạnh tranh rất mạnh, nếu bạn không kiên trì tới cùng thì rất dễ bỏ cuộc giữa chừng. Tháng này bản mệnh tốt nhất nên mưu sự kín đáo, làm việc gì cứ lẳng lặng mà làm, đao to búa lớn sẽ càng sóng gió, càng hút tiểu nhân quấy phá, hành sự thật khéo léo và thận trọng, có như vậy mới tránh được những hung hiểm từ bẫy của tiểu nhân. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng thiếu sự hài hòa, tuổi Giáp Dần nên tiết chế cảm xúc, đừng can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của người khác, kẻo rước họa vào thân, làm phúc phải tội. Tuy nhiên, may mắn tháng này có nguyệt lệnh lâm trường sinh, lại thêm thiên ấn cát tinh chiếu mệnh, dù nhiều áp lực, thị phi nhiễu nhương, nhưng cơ hội để con giáp này bứt phá vẫn có. Quan trọng là bạn có biết nắm bắt kịp thời và đủ quyết tâm để mưu cầu đại sự hay không, nhưng vẫn phải đợi tới những ngày cuối tháng thì vận trình mới có cải thiện đáng kể. May mắn trở lại, công việc của bản mệnh lúc này hanh thông hơn, thời điểm này, bạn nên vận dụng khả năng lên kế hoạch, cũng như sức sáng tạo của mình để sớm cải thiện tình hình. Về tài lộc, xem tử vi tháng, người tuổi Giáp Dần không có tài tinh chiếu mệnh, đã vậy lại còn bị đại hao hung tinh rình rập, tài vận giảm sút đáng kể, tiền vào túi rồi lại đi ngay. Tài khí hao hụt nghiêm trọng, khó kiểm soát, mặc dù cật lực làm việc xong chưa chắc thu về thành quả xứng đáng do nhiều nguyên nhân, trong khi các nguồn thu không tăng, thì các khoản chi ra lại quá nhiều, khiến việc chi tiêu mất cân đối, có người còn phải vay mượn tạm thời, lấy chỗ này đập chỗ kia, cuộc sống khá eo hẹp. Đầu tư tại thời điểm này cũng không phải là quyết định khôn ngoan, nhất là những hạng mục mang tính mạo hiểm. Bản mệnh cần lượng sức mà rút lui hoặc tiến hành ở quy mô nhỏ nếu đang có dự án dang dở, tránh tham mà thâm hụt. Tử vi tháng còn nhắc nhở mệnh chủ cũng cần phải cẩn thận với điềm báo tiểu nhân gây chuyện mờ ám nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cướp tiền bạc do cục diện tương phá ảnh hưởng. Tình hình kinh doanh buôn bán không lý tưởng, sức cạnh tranh ngày càng mạnh, hàng hóa lưu thông trì trệ. Có lẽ do đây là tháng cô hồn nên đây cũng là xu thế chung của thị trường, bản mệnh không cần quá lo lắng. Xem phi tinh tháng có cặp cát tinh bát bạch và lục bạch đồng cung ở trung cung ở giữa, phương vị này trong nhà hay trong phòng, nên thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ để tạo nguồn năng lượng tích cực thúc đẩy tài khí vượng. Ngoài ra, tuổi Dần có thể đạt biểu tượng cóc ba chân ngậm tiền tại đây để thu hút tài khí, nhờ vậy, công việc làm ăn, kinh doanh càng thêm thuận lợi. Về sức khỏe, nhờ có nguyệt lệnh lâm trường sinh nên sức khỏe người tuổi Giáp Dần khá ổn định, hầu như không gặp vấn đề nào quá lớn. Nhưng vì áp lực tinh thần, công việc việc bận rộn nên cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải, thiếu sức sống, bạn nên chú ý ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Lưu ý,
trong tháng có sự xuất hiện của âm sát có thể mang tới họa hình thương tai nạn bất ngờ, lại thêm ảnh hưởng từ âm khí của tháng cô hồn. Bản mệnh làm gì cũng phải thận trọng, nhất là khi tiếp xúc với các đồ vật bằng kim loại sắc nhọn, đi đứng thận trọng, chú ý giữ tỉnh táo. Khi điều khiển phương tiện giao thông, trên hành trình đi lại, nếu gặp miếu, điện, chùa, tháp, nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Tử vi tháng 8 âm lịch. Xem tử vi năm 2024 của 12 con giáp dự đoán, vận trình tháng 8 âm lịch của người tuổi Giáp Dần nhiều thăng trầm, lên xuống thất thường, gặp không ít trở ngại, dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp với người khác, xử lý bất cẩn là có thể gặp họa lớn liên quan đến lao ngục. Theo đó, đại kỵ tính bướng bỉnh, cố chấp trong hành xử, đồng thời cần học cách nhìn xa trông rộng, trong nghịch cảnh tìm đường thoát thân. Mọi chuyện sẽ chuyển biến tích cực, khi đối mặt khó khăn cảm thấy đuối sức vì áp lực tứ bề, hãy cầu giải thần và tử vi cát tinh phù trợ. Bên cạnh đó, bản thân nỗ lực kiên trì tới cùng, xử lý từng việc một, từ đơn giản tới phức tạp, gian nan khổ ải mấy cũng đến hồi kết thúc. Nguyệt lệnh lâm tử ở Dần, báo hiệu tài lộc tiêu tán, ảm đạm, không được tham lam tiền của phi nghĩa, kẻo dính họa lao ngục hoặc bị kẻ xấu lừa gạt. Tình trạng sức khỏe không lý tưởng, cần tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tránh tình trạng làm việc quá nhiều dẫn tới kiệt sức. Tình cảm trục trặc, đừng mang đối phương ra làm trò đùa kẻo tình cảm rạn nứt không thể cứu vãn. Về sự nghiệp, coi bói tử vi phương Đông, vận trình tháng Quý Dậu của người tuổi Giáp Dần nhiều thăng trầm, vận khí lên xuống bất ổn. Công việc trục trặc, dễ phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, nghiêm trọng còn dính dáng tới họa lao ngục cần hết sức thận trọng. Nguyệt lệnh lâm tử ở Dần báo hiệu vận trình sự nghiệp hung hiểm, mưu sự khó khăn, tuy có tử vi và giải thần cát tinh đồng lực hỗ trợ, nhưng vẫn khó tránh khỏi rủi ro, vì thế cần hành sự thận trọng, suy tính đường đi nước bước cụ thể trước khi hành động. Nếu có ý định nhảy việc trong thời gian này, bản mệnh cũng cần cân đo đong đếm cho phù hợp, không phải ai ra ngoài cũng tìm ngay được việc đúng như mình mong muốn. Đôi khi việc chọn người chứ không phải người chọn việc, dù làm gì hãy để tâm tới công việc, khi chưa nỗ lực phấn đấu hết mình, thành công sẽ còn quá xa vời, trái lại, làm gì cũng hết mình, dù ở trong bất cứ môi trường nào, làm bất cứ việc gì bạn đều thu về kết quả tốt đẹp. Tuổi Dần khá bướng bỉnh, lại nóng nảy, dễ bị cảm xúc chi phối, điều này đặc biệt gây hại cho con đường tiến thân trong sự nghiệp của bạn. Vì một phút bốc đồng mà hành sự thiếu chín chắn, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua lợi ích lâu dài, bản mệnh sẽ tuột mất cơ hội tốt, lúc nhận ra hối tiếc thì đã quá muộn. Về tài lộc, công việc gặp trở ngại khiến tài lộc giảm sút, đó là điều hiển nhiên, Dậu Kim lại tử ở Dần, còn tiềm ẩn dấu hiệu phá tài. Tiêu tán tiền của, nhắc nhở bản mệnh sử dụng đồng tiền khôn ngoan, đừng ỷ thế nhiều tiền mà vung vãi khắp nơi, dẫn dụ tiểu nhân đeo bám. Đồng thời, trong đầu tư hợp tác làm ăn cần phải biết điểm dừng, đừng tham lam quá độ mà tay trắng hoàn trắng tay, chọn người hợp tác cũng quan trọng không kém. Nên tìm người hợp mệnh với mình, như tuổi Ngọ hay Tuất, để có được may mắn và thành công, nên nhớ, hợp tác cần đảm bảo lợi ích cân bằng, hoặc có sự thỏa thuận rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu, tránh sau này nảy sinh mâu thuẫn, nhẹ thì ảnh hưởng quan hệ hợp tác lâu dài, nghiêm trọng có thể đưa nhau ra kiện cáo. Với những chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, tháng này mọi việc tiến triển đều đều, không quá xuất sắc nhưng thu chi cân đối, vẫn tiết kiệm được chút ít, có tử vi dẫn đường chỉ lối, bạn vẫn có thể nắm bắt thời cơ tốt, biến thách thức thành cơ hội để gặt hái thành quả như ý. Có điều, một cây làm chẳng nên non, đừng quá độc lập mà thành ra bị cô lập, biết chia sẻ tận dụng triệt để sức mạnh tập thể thì thành công sẽ dễ dàng hơn. Vận may tài chính trong tháng không cao, vì thế làm gì cũng cần chắc chắn, tính toán nhiều phương án, chứ đừng trông mong vào may rủi đỏ đen. Nhất là những ai có sở thích bài bạc nên từ bỏ càng sớm càng tốt, may rủi cũng chỉ một vài lần, thực lực mới là cốt lõi để quyết định thành bại đời người. Về sức khỏe, sang tháng 8 âm lịch, vận trình sức khỏe của người tuổi Dần có phần giảm sút, Dần Mộc bị Dậu Kim khắc chế, tâm tính bất an, tinh thần xuống dốc, cơ thể suy nhược, nếu không có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ôm đồm quá nhiều đầu việc cùng lúc, sớm muộn gì bản mệnh cũng ngã quỵ, hãy tự thương lấy bản thân mình bằng cách nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và đừng quên luyện tập thể thao nhé. Quý bản mệnh tuổi Giáp Dần thân mến, chúng ta thường không bỏ quên mất cứ điều gì, nhất là tiền bạc, vật chất lại càng không, nhưng đôi khi ta lại quên mất chính mình. Với cái thân xác đã theo mình từ rất lâu, từ ngay khi chào đời đến nay, cùng mình trải qua biết bao buồn vui, thăng trầm, chúng ta đã bao giờ nói chuyện với trái tim của mình, đặt tay lên trái tim của mình và nói lời xin lỗi hay cảm ơn chưa? Nếu chưa thì chứng tỏ mình hết sức vô tình, vô tâm, trong khi đó, trái tim của mình, từ lúc sinh ra đến lúc mất, đi nhờ có trái tim mình mới được sống,
nhưng mình bỏ quên thứ bên trong mà chạy theo thứ bên ngoài. Thậm chí hàng ngày mình đứng trước gương để trang điểm, nhưng đó cũng chỉ là những thứ bên ngoài. Thành ra mình bỏ quên mất trái tim của mình, bỏ quên lá gan, lá phổi, tất cả các bộ phận khác trên cơ thể của mình. Và khi chúng ta có bệnh tật, đau tim, đau gan, đau phổi, đau mắt, đau chân, đau tay, thì cái thái độ ứng xử, hành động của chúng ta là gì? Đó là oán trách. Đau tim ta trách tim mình đau, đau gan ta trách gan mình đau. Và chúng ta còn hành động thô bạo hơn: mày đau, tao cho mày hết đau, tao uống thuốc cho mày hết đau luôn, tao chích cho mày hết đau, tao mổ mày cho mày hết đau, tao thay cái khác cho mày hết đau. Đó là chúng ta, thứ nhất là vô tình, thứ hai là ác độc, thứ ba là tàn nhẫn với chính mình, vô tâm, vô tình. Đó là điều mà rất nhiều người bây giờ quên đi điều này. Thậm chí, có người đến chết còn oán trách trái tim của mình mà không một lời cảm ơn. Có thể bạn từng nghe ai nói rằng, cái thân này là giả tạm, nó vô thường, nhưng không phải như vậy, nghĩa là chúng ta không có quan tâm tới nó. Vì nhờ có cái thân này mà chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Nghe lời Phật dạy, bài học rút ra, nếu chúng ta biết yêu thương trái tim của mình, lá phổi của mình, tất cả các bộ phận trên cơ thể mình, thì mình mới có thể yêu được những người xung quanh, ngay chính trên cơ thể mình. Mình còn chưa yêu thương được thì nói gì chồng mình, con mình, bà con hàng xóm, thì nói chuyện đó nghe nó có vẻ xa xỉ quá, nói hơi quá là mình giả tạo quá. Cho nên khi mà mình biết trở về với chính mình yêu thương mình trước, mình sẽ cảm thấy có được sự nhiệm màu trong cuộc sống, cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời, hạnh phúc do mình nắm giữ. Khi ta có một trái tim khỏe mạnh, ta hạnh phúc hơn những người đau tim. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Chúc quý khán giả có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.